Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là 69 Gaming. Hello anh em, chào mừng em quay trở lại tiếp tục với tựa game Đảo Cờ Báo. Ok, hôm nay thì nó có mấy cái sự kiện mới này mà, sự kiện Tết. Ok, thì trước đây mở nhầm cái Steam lên vậy nè, để mình tắt. Rồi, ok, quyến tắt rồi nó cũng hiện lên nè. Anh em đợi xíu nha. Rồi, ok, hôm nay thì chuẩn bị ra mắt thêm cái sự kiện mới anh em. Ngày 17 hôm nay là 10 giờ 7 giờ sáng sẽ bắt đầu phe chiến mùa mới, phe chiến đón Tết anh em à. Qua nay lu bu công việc quá cho nên là hiện tại bây giờ cũng khá là khuya, cho nên là mình mới ra video, mình mới quay video để mà up lên cho anh em xem. Lật thẻ nhà hàng, sự kiện thứ hai là lật sự kiện lật thẻ nhà hàng với mốc 10.000. Ôi. 10.000 tương đương với lại 1.000 vé chiêu mộ lên vàng anh em. Ồ, cũng khá là nhiều ha, khá là nhiều. Ủa. Hình như nó mới ra cái sự kiện lật thẻ nhà hàng 7.000 phải không ta? Chiêu mộ lệnh vàng 7.000, để mình xem nữa. Ok, ở đây hiện tại giờ mình đang vô trong ạc của bạn Thanh để mình review cho anh em xem. Ạc cộng 13 S2 tổng tư lệnh. Ok, thì bây giờ anh em chúng ta sẽ soi thử mấy cái sự kiện sắp ra mắt. Cái sự kiện lật thẻ nhà hàng này anh em sẽ nhận được cái mức Tết đó nè. Cái mức Tết này mình không biết sử dụng để làm gì đó anh em. Đó, nhưng mà nó có giới hạn thôi anh em. Nó chỉ có bao nhiêu đây thôi. Cái này giờ chắc mình nghĩ là sẽ có cái sự kiện đổi đồ ở phía sau anh em. Mình nghĩ ra chắc có cái sự kiện đổi đồ quá. Chứ ở đây nó có giới hạn anh em, 25, 50, 50, 60, 70, 75. Nó gộp lại thì nó cũng không có nhiều. Mình nghĩ là chắc là sự kiện đổi đồ anh em. Còn bên sự kiện quét ải farm đồ nè. Đây. Ở đây thì anh em sẽ có khả năng nhận được cái tranh Tết với lại mức Tết. Ồ. Đổi đồ ngày Tết. À, trong này anh em sẽ quét ải để mới có thể là nhận được cái tranh Tết số lượng là, và sau đó anh em sẽ chơi cái sự kiện đổi đồ ngày Tết từ 17 đến 23. Để mình vô trong game mình xem trực tiếp cho anh em xem. À, có cái sự kiện đua top item. Ủa, đua top item chưa hết hả? Sự kiện đổi đồ á, để mình xem thử anh em. Giảm giá đặc biệt, hoạt động đổi đồ. Ủa, chưa có anh em ơi. Đó, đổi đồ ngày Tết đây. Đó, ok, tranh Tết với lại mức nè. À, thì ra hai cái sự kiện này sử dụng. Ôi trời trời trời, có cả con san nữa nè anh em. Có cả san tóc đỏ X2 nè. Wow, ngọc nè. Gương tướng bạch kim tự chọn. Wow, ngoại trang san vĩnh viễn luôn anh em à. Ngoại trang san vĩnh viễn luôn nè. Ui, ngon dữ luôn anh em à. Ngon dữ luôn á. À, thì ra anh em sẽ kiếm mức Tết với lại tranh Tết để anh em có thể chơi sự kiện đổi đồ. Wow, hơi bị ngon nha anh em, hơi bị xịn nha. Thì anh em sử dụng hai cái vật phẩm này để mà gặp chung lại để mà chơi cái sự kiện. Ok, phần thưởng khá là ngon. San cấp này cho san hơi bị nhiều anh em. Chắc đợt này có khả năng sẽ thức tỉnh san không ta? Khả năng cao sẽ thức tỉnh san không ta? Ok, thì bây giờ mình sẽ quay lại review ạc của bạn Thanh Gồ cho anh em xem nha. Hiện tại bây giờ Thanh VIP 4 anh em à. VIP 4 mà 1.7T luôn, khá là VIP nha anh em. Hiện tại bây giờ hết sạch bia nè. Để mình xem thử Thiên Thư hiện tại thì bây giờ là 40, 60, 50. Thức tỉnh được 6 con rồi anh em ạ. Thức tỉnh được 6 con, hiện tại Insanji cũng gần đủ để mà thức tỉnh lên 7 sao nè. Rồi tới cái trận pháp 270 là cao nhất anh em, 270 là cao nhất. Đây, được mua phe chiến ngọc thì hiện tại bây giờ khá là nhiều ngọc anh em. Cũng khá là nhiều ha. Ngọc ngữ mã luôn nè. Khá là nhiều ngọc. Ồ, có cái ngọc bên dưới này nó hơi ít một xíu. Hiện tại thì giờ ạc của bạn Thanh hết bia rồi anh em à. Hiện tại giờ ạc của bạn Thanh hết bia rồi. Đá siêu cấp cũng còn khá là nhiều nè. Gương trang bị Kaido. Hết bia ta, để mình xem thử ơi. Qua, wow, còn có 55 thùng bia anh em. Đợt này chơi sự kiện không biết sao đây. Ok, rồi bây giờ mình sẽ soi thử trang bị đồ đạc của tướng của bạn Thanh như thế nào đây anh em. Anh em đợi xíu nha. Cái sự kiện này là nó không có sự kiện thâu tóm tiếp theo nha anh em. Sự kiện quét cái tranh Tết với lại cái mức Tết này là nó không có sự kiện thâu tóm tiếp theo nha. Mà nó sẽ liên kết với lại một cái sự kiện đổi đồ thôi anh em à. Đổi đồ ngày Tết thôi à. Đó, thì mình nghĩ là chắc là sắp tới Tết nó sẽ ra thêm cái sự kiện nào đó xịn sò hơn đó anh em. Hoặc là tứ hoàng hoặc là ngũ hoàng luôn.
Đây, hiện tại thì bây giờ con A của bạn Thanh đang là mặc cái bộ trang bị bạch kim kaido nha anh em, bạch kim kaido. Mấy nay lu bu công việc quá cho nên là mình không có thời gian mình quay video nhiều. Anh em đừng buồn nha, anh em hãy ủng hộ mình tiếp nha anh em, để sắp Tết thì mình sẽ gần Tết mình rảnh rỗi mình sẽ livestream nhiều hơn, mình sẽ live thời gian nhiều hơn về và nhiều ngày hơn anh em, liên tục hơn. Còn hiện tại thì giờ mình sẽ tranh thủ làm việc này kia các kiểu. À, cái hình xăm xạ thủ hiện tại thì bây giờ chưa có đúc xong anh em, chưa đúc xong. Ủa, hiện tại nãy mình thấy cuộn hình xăm nhiều lắm mà sao không chịu up lên ta? Đây, SP hình xăm còn khá là nhiều nè, cuộn hình xăm cũng còn rất là nhiều anh em. Đây, nhóc luôn nè, sao không up mát luôn ta? Hiện tại thì bây giờ chưa có mát được anh em à. Hiện tại thì bây giờ chưa có mát, đó, còn còn thiếu khá là nhiều nè, công vật thủ HP. Đó, ngon lành củ hành luôn. Bây giờ hiện tại bây giờ chỉ cần úp lên nữa là xong luôn. Các cái dòng đúc sát thương bạo kích xác suất né. Ủa, tại sao lại đúc không lấy cái dòng né anh em, bỏ dòng né luôn anh em à, mà lấy bị không giảm sĩ khí với lại hồi không. Ồ, cái này mình thấy cũng hay anh em, cũng hay bỏ cái dòng né lấy sát thương bạo kích luôn à, cũng được anh em. Đây hồi công, ủa trời, cái này không lấy dòng hồi công rồi nè, tốc độ công xác suất. Ui, mình nghĩ trời, lấy cái dòng kháng bạo chết rồi, lấy cái dòng hồi công nó sẽ ngon hơn cái dòng kháng bạo chứ. Ôi, cái này mà đúc lại thì hơi bị đuối nha. À, kháng bạo luôn. Ôi, cái nào cũng dùng kháng bạo cho mình đó. Trời, úp vậy thì nó sẽ bị thọt lắm, không lấy hồi công là coi như là bị thọt khá là nhiều, bị công giảm chi khí không lấy nè. Xác suất né sát thương bạo kích. Ôi, con Nami này đâu có cần bảy sát thương bạo kích đâu, bỏ dòng sát thương bạo kích rồi úp vào cái dòng bị không giảm sĩ khí mới được thì mới ok được anh em à. Xác suất né bị không giảm sĩ khí, tốc độ di chuyển tướng, tốc độ công hồi công. Ok, cái này ok nè anh em, sát thương bạo kích, kháng bạo, hồi công, xác suất né, tốc độ công. Ôi, con Nami này bỏ dòng sát thương bạo kích đi, Nami này đâu có xài sát thương bạo kích đâu anh em, dùng sát thương bạo kích thì nó cùi lắm. Tốc độ công bị không giảm sĩ khí này, tốc độ công bị không giảm sĩ khí, xác suất né với lại hồi công. Ok, chỉ có cả HP tối đa. Rồi tới con Sanji, để mình xem nữ Sanji bị không giảm sĩ khí, tốc độ công, hồi công, xác suất né, kháng bạo. À, không lấy, lại lấy cái dòng kháng bạo mà không lấy cái dòng bị không giảm sĩ khí, dòng bị không giảm sĩ khí nó sẽ ngon hơn chứ. Hình xăm thì mình nghĩ là nên sử dụng cái hình xăm hồi hồi sĩ khí luôn. Còn trái quỷ thì mình xem nữ, để mình xem nữ có trái quỷ Kuga hay không. Qua, wow, có trái quỷ Kuga nè. Mình nghĩ là nên đúc một cái trái quỷ Kuga này sẽ ngon hơn. Cái lon này đeo vô cái lực chiến nó hơi ảo xíu thôi. Nhưng mà đeo cái trái Kuga thì nó sẽ ngon hơn, tại vì nó có khả năng thằng Thánh. Hiện tại giờ tem các bạn này chưa có con San tóc đỏ hả? Chưa có con San, à có con San luôn nè, 3 sao nè. Qua, wow. Có San này mà nãy mình quên mất tiêu, quên sao ghê anh em. Nãy mình lướt qua mình quên mất tiêu, tự nhiên mình quên. Đây, để bây giờ mình sẽ vô trong đấu trường mình xem thử hiện tại bây giờ là top 3. Top 3. Ui, để đánh với lại top 2 thử xem sao anh em. Để mình đánh với lại top 2 thử xem như thế nào đây. Không biết là ok không. Để test thử nha anh em. Ồ, cũng được nè. Khả năng cao sẽ win được top top 2 rồi anh em à. Nhưng mà top 1 thì chưa chắc nha anh em. Nếu mà top 1 bây giờ muốn win phải đúc lại các cái dòng rồi anh em à. Đúc lại các dòng mà kháng bạo, bỏ mấy cái dòng kháng bạo mà lấy cái dòng hồi công hoặc bị không giảm sĩ khí đi. Nãy mình thấy mấy cái dòng kháng bạo đúc khá là nhiều, hơi bị nhiều anh em. Nếu mà đúc lại có khả năng cao sẽ lấy luôn cái top 1 của Đức Baby được. Còn hiện tại thì bây giờ chắc mình nghĩ là không không win lại Đức Baby đâu anh em à. Úi. Ồ. À. Ok, ngon lành của hàng anh em. Hình như ở bên kia như là không có San anh em, bên kia sử dụng mi hao, bên kia không có San tóc đỏ. Ok, bị lật lại rồi nè, bị bật lại rồi anh em à, bị bật lại rồi. Nhưng mà hiện tại giờ bên kia bị mất máu khá là nhiều, nhưng biết là có khóa chiêu được tới khúc cuối hay không đây. Wow, khóa tới cuối à, chưa. Ui, còn tí xíu thôi anh em, mà còn tí xíu thôi là có khả năng là win này. Bên kia chưa, bên kia không có con San anh em, mà bên kia không có con San cho nên là khả năng cao thì sẽ win được. Bây giờ muốn win là phải đúc lại mấy cái dòng mà bị gông giảm sĩ khí
lấy mấy cái dòng bị công giảm sát khí vô thì có thể là sẽ win được em. Bỏ đây, hiện tại thì bây giờ là khó là để mà có thể win được một cái đội hình mà không có con san tóc đỏ này, mà khó để mà win được cái đội hình là không có san đâu, thấy không? Đây khó quá, nói chung là phải, bây giờ hiện tại bây giờ thắng là chính chỉ hình xui thôi anh em, chủ yếu là hình xui thôi. Đây hình xui tại vì bên tem của bạn Thanh có con san tóc đỏ thôi anh em, chứ nếu mà không có con san tóc đỏ là coi như là yếu hơn biết rất là nhiều. Đây nếu mà đút lại mấy cái dòng đó thì bây giờ hiện tại bây giờ mình không có thời gian để mình đút lại, thì mình nói để cho bạn nó up lại thôi anh em, nói để cho bạn nó có thời gian để cho bạn nó up lại thôi. Đây đeo cái trái quỷ Guga vô cho con Sanji luôn, đeo cái hình xăm hồi sĩ khí cho cái con Sanji luôn rồi anh em. Sanji nãy đeo cái hình xăm mới đầu chặn vô tăng 80 điểm sĩ khí vậy phải. Wow, phải đeo trái quỷ Guga vô cho con Sanji để cho nó đỡ bị dính băng anh em, đỡ bị đóng băng. Wow, đây vừa mới đá lên xong là bị dính băng tiếp. Ok, hiện tại bây giờ đã khóa chiêu được rồi, khóa chiêu bên kia được rồi anh em à. Khóa chiêu ơi, hồi sĩ khí hồi công nó hơi thấp một xíu anh em, tại vì không có đúc cái dòng hồi công nè. Đây wow, trời, win hay không đây? Úi City nữa là win này. Bây giờ phải úp lại mấy cái dòng hồi công cho cái tem thôi anh em à. Như vậy thì mới có thể là win được. Đấy mình thấy có một cái con Sanji với lại San cái tốc độ hồi hồi sĩ khí của nó chậm quá, cực kỳ chậm anh em à. Để mình soi lại cái kỹ năng này. Con Nami God nó mất tiêu ta. Full hết rồi anh em, full hết rồi. Nami God, Nami God hiện tại bây giờ chưa full, bây giờ Nami God sẽ dồn úp cho cái trừ sĩ khí bên địch. Gobin thì tạm thời nhiêu đây được anh em, không cần up Gobin tiếp đâu. Giờ có up tiếp cho cái con Nami God thôi. Ok, đi. Đó, mà còn quên cái sự kiện vòng quay tích tiêu nè. Vòng quay tích tiêu SP chặn pháp cao đó, siêu chiêu bộ lên vàng. Ủa trong game nãy mình không thấy có cái sự kiện vòng quay tích tiêu ta. À có anh em. Đây, tiêu ngọc, tiêu bia đi kia các kiểu. Giảm giá đặc biệt. Trời ơi, hiện tại bây giờ hết sạch ngọc luôn à. Dám không đi điên đấu lắm anh em à. Đây hạn bao nhiêu vậy ta? Ở đây mỗi tuần hưởng dựa trên hạn thưởng tuần, hạn tuần trước là 16, còn hạn tuần này thì không biết. Ôi 600 hả? 600 là 21-50 anh em à, hạn 21-50. Đây nhưng mà hiện tại thì bây giờ chưa có đủ ngọc để có thể là mua full được. Impel Down á, Impel Down không có đi nè anh em, cũng có đi nhà gục em bao đau nè. Ồ thôi, quýnh cái này hên xui nè, quýnh hên xui lắm, nhiều khi nó để gì thôi với vô trong gặp nó mạnh như trâu vậy, quýnh không lại anh em à. Cho nên là mình nghĩ là không nên quánh thôi anh em, không nên quánh đâu, mà giật tiếp xuống cái ở dưới là cướp cũng chẳng được bao nhiêu hết trơn anh em, mà người ta bị trừ thì nhiều, cho nên là mình nghĩ là không nên cướp đâu. Đi tiếp luôn, đi tiếp xuống cái tầng dưới luôn. Hiện tại thì bây giờ đang ở tầng mấy vậy ta? 104 à. Ui còn xa lắm mới có thể đến được 120. Đây Diễm My bán hàng đa cấp anh em. Ok tiếp xuống tầng dưới luôn. Chịu khó đi em build down với lại mấy cái sự kiện này kia kiếm ngọc lên em. Mỗi ngày chịu khó đi kiếm cũng được khoảng cả tầm tầm 2k ngọc này kia các kiểu. Cái tem của bạn Thanh nói chung là cũng khá là ok rồi anh em à. Nhưng mà chỉ úp lại cái dòng đúc thôi, thay lại trái quỷ với thả lại cái hình xăm cho nó phù hợp đó anh em là ok. Để quánh với bạn cách mạng Yugi để xem sao này, để solo với bạn Yugi để xem sao. Đây ok, solo với lại bạn Yugi thử cái đội hình xem sao anh em. Wow, bên kia cái đội hình nó cũng khá là giống, nhưng mà tiếc là không chịu nổi cái đội hình bên kia rồi anh em à. Chiến thì nói chung là cũng xem không có cách biệt xa lắm, nhưng mà không thể nào win được anh em, tại vì sai hết mấy dòng đúc rồi, sai hết mấy cái dòng đúc rồi anh em à. Mình nghĩ là nên đúc lại thì nó sẽ ngon hơn. Rồi ok thôi, bây giờ mình sẽ kết thúc video đây thôi anh em, và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về cái tựa game đảo kho báu nha. Nói chung là nãy giờ mình xem thì có cái gì cần chỉnh thì mình cũng đã nói rồi. Wow, mới nhận được cái danh hiệu gì nữa.
danh hiệu gì vậy ta, vua về nhì à, danh hiệu phe chiến đợt vừa rồi đứng dưới một người mà trên vạn người, vua về nhì rồi. Ok để mình sao à, quên nãy quên xem là cái danh hiệu vua về nhì này nó có cái gì nữa à, sát thương mậu kích sói võ chí với lại HP tối đa thôi nè, mà lên được thêm 0,04T nữa nè, mà 0,04T nữa. Rồi ok thôi bây giờ mình sẽ kết thúc video đây thôi và hẹn gặp lại nếu video tiếp theo của tựa game Đảo Kho Báo nha. Và anh em nếu mà yêu thích mình đừng quên cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực ra thêm nhiều video về cái tựa game Đảo Kho Báo cho anh em xem. Và bây giờ mình sẽ kết thúc đây thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em, bye bye anh em.